Nam à. Mình ra miền Bắc mình hát bài này xem nha. Gì? Nên anh cũng già quê.
cũng vì em cười. Gì vậy sao quên lòng hai đứa không? Bỏ vậy hết hồn á chí à. Đừng như hồi mới. Đâu có đâu, tự muốn thử lòng của viên nhân cơ đi. Quỳnh đâu, Quỳnh đừng có thử. Tôi nói thiệt, tại vì tôi nhiều công việc quá nên tôi không có cái như ông mà thẫn thờ mà viết nhạc, viết đồ, tôi đủ thứ công việc chuyện cho công chuyện hết á. Thì bây giờ đó, cưng á, dị dịp, nhiệm vụ cưng nè, cưng đi hát nè, cưng lo cho con nè. Còn phần của anh thì mình anh là sáng tác nhạc, anh giúp cho đời thì âm nhạc cũng được. Rồi anh đưa tiền cho em chứ sao anh đưa không? Hôm qua hai đứa em mình hát, không biết ông báo lên không? Nói Phi Nhung với Mạnh Quỳnh vẫn còn.